Xin kính chào toàn thể quý cô, quý bà và anh chị em. Một lần nữa chúng ta đến với chương trình trò chuyện ban mai với Mục sư Quang. Một ngày mới xin kính chúc quý vị luôn an lành, tươi vui và tràn đầy phước hạnh đến từ nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho. Thưa quý vị, tôi vừa đọc một cái article có viết về lời chúc mừng vào trong dịp mừng Chúa Giáng sinh. Và người này là một người biên tập cho tờ báo HuffPost. Anh ta chúc mừng Giáng sinh dường như rất là lạ. Lời chúc của anh như sau: chúc quý vị có một ngày lễ joyful là vui mừng, boozy là say sưa, và caffeinated và tỉnh táo với chất cà phê. Khi mà tôi đọc cái câu và nghe lời chúc đó thì tôi thấy hơi lạ. Và không những thế thôi, và anh ta còn viết làm thế nào để mà chúng ta có thể pha lẫn giữa cà phê và rượu mạnh vodka. Anh đưa ra 12 cách, 6 cách để mà pha chế cà phê lạnh với lại rượu mạnh. Và 6 cách khác thì pha chế cà phê nóng với lại rượu mặn. Và anh ta nói rằng bảo đảm trong cái mùa lễ Giáng sinh, quý vị uống cà phê và rượu mặn pha lẫn với nhau thì quý vị sẽ có một cái sự vui mừng, joyful và say sưa, boozy. Và quý vị sẽ tỉnh táo bởi vì có chất caffeinate, chất cà phê, caffeine. Tại sao anh ta lại viết một cái article như vậy? Bởi vì anh ta nói rằng là trong cái mùa lễ Giáng sinh, thông thường người ta rất là mệt mỏi, bận rộn, lo lắng và bị căng thẳng. Cho nên nếu không muốn căng thẳng, nếu muốn tâm hồn có sự bình an thì hãy uống cà phê pha với rượu mạnh như anh đề nghị. Thưa quý vị, khi tôi đọc điều đó thì tôi thấy cũng vừa buồn cười. Buồn cười là gì? Tại vì không ai đi chúc một người nào đó trong cái mùa Giáng sinh như thế ấy. Thông thường chúng ta thường nghe lời chúc rằng Merry Christmas, mừng Chúa Giáng sinh. Đối với cái người có Chúa thì lời chúc đó rất là ý nghĩa. Còn những người mà không có Chúa, họ cũng chúc Merry Christmas, hay là họ có thể chúc là Happy Holidays. Nhưng mà không ai chúc giống như anh Lee kia cả. Thưa quý vị, theo tôi nghĩ rằng nếu mà anh là một người biết Kinh Thánh, mà anh là một người biết cái Giáng sinh đầu tiên và cái lời chúc đó đến từ các thiên sứ mà Đức Chúa Trời sai đến để mà chúc mừng cho nhân loại, thì tôi nghĩ rằng anh sẽ không chúc giống như anh đang chúc như vậy. Và tôi xin phép đọc cho quý vị lời chúc đầu tiên của các thiên sứ mà Chúa sai đến để mà chúc cho các gã mục đồng và cho tất cả nhân loại ngày hôm nay. Lời chúc đó là gì? Xin quý vị nghe và tôi xin đọc cho quý vị nhé. Đó là được chép trong Luca đoạn 2. Luca đoạn 2 tôi xin phép đọc cho quý vị về những kẻ chân chiên và thiên sứ đã hiện ra và chúc những kẻ chân chiên đó nói riêng và nhân loại nói chung trong mùa gọi là Giáng sinh. Chúng ta cần phải hiểu câu này. Luca đoạn 2 câu 8 có chép như sau: và cũng trong miền đó có mấy kẻ chân chiên trú ngoài đồng,
thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, đó là tin mừng đó quý vị, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân chặt cho loài người. Thưa quý vị, qua cái lời chúc này, tôi có thể tóm tắt 3 điểm. Điểm thứ nhất đó, là thiên sứ phán cùng với các gã chân chiên thời bấy giờ. Và đương nhiên, Chúa cũng muốn chúng ta được nghe ngày hôm nay lời chúc gì? Đó là hãy vui mừng. Cảm ơn Chúa quý vị. Đúng ra, mùa Giáng sinh, lễ Giáng sinh, ngày Giáng sinh là phải là sự vui mừng. Tại sao lại vui mừng? Bởi vì trong Kinh Thánh nói là sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Chúng ta vui mừng bởi vì Chúa Giêsu Christ đã giáng thế làm người. Và Chúa Giêsu Christ ngài đến thế gian này để tìm và kiếm kẻ hư mất, kẻ có tội. Ngài đến để mà cứu chuộc nhân thể, những người sống trong lầm than và tội lỗi. Và qua sự chết của Chúa trên thập tự giá, dòng huyết của Chúa được đổ ra tại đồi Gô-gô-tha. Và qua cái sự hy sinh đó, thì Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi của những người nào tin nhận Ngài. Tội sẽ được tha, linh hồn sẽ được cứu, và sẽ được hưởng nước thiên đàng vĩnh cửu. Đó là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Quý vị ơi, nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của Giáng sinh như vậy, thì tôi tin chắc rằng chúng ta có sự vui mừng lớn này. Còn cái điểm thứ hai là trong đây có nói đến sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Sáng danh hay là vinh hiển danh của Chúa. Quý vị có biết rằng trong lời của Chúa nói, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu bất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo con người theo hình ảnh của Ngài, và thật ra con người phải bày tỏ sự vinh hiển và sáng danh Ngài. Nhưng vì tội lỗi chúng ta đã đánh mất đi sự vinh hiển đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đến trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta, và Ngài soi sáng và Ngài thay đổi, để rồi chúng ta dù ăn, dù uống hoặc làm sự chi, khi chúng ta thuộc về Chúa, thì chúng ta vì sự vinh hiển của Chúa, vì sự sáng danh của Chúa. Amen quý vị. Và lời chúc số 3 là gì? Bình an dưới đất, ân chặt cho loài người. Thực sự ra quý vị ơi, cái sự bình an ở đây mà Chúa ban cho mỗi một người chúng ta là cái sự bình an tuyệt vời, không phải là thế gian ban cho. Và quý vị biết trong Kinh Thánh, trong Giăng đoạn 14 câu 27, Đức Chúa Giêsu nói về sự bình an mà chính Chúa Giêsu sẽ ban cho mọi người. Nếu chúng ta căng thẳng, nếu chúng ta bất an, chúng ta lo lắng, chúng ta lo sợ bất cứ một điều gì đang chi phối trong cuộc đời của quý vị, quý vị ơi, Chúa Giêsu hứa rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an, và bình an đó đến từ nơi Chúa Giêsu. Tôi xin phép đọc cho quý vị một câu Kinh Thánh để quý vị thấy trong cái mùa Giáng sinh, chúng ta không cần giống như là cái anh Lee. Anh nói rằng là muốn có sự bình an, muốn có sự mà kêu là đỡ căng thẳng hay vui vẻ thì phải pha rượu mạnh với lại cà phê và uống cho nó phê. Không đúng đâu quý vị ơi. Cái đó là do con người mà đi sai chặt lắm trong cái sự bình an mà Chúa mới mang đến trong cuộc đời của quý vị. Tôi đọc cho quý vị nghe nha. Câu 27, Giăng đoạn 14 câu 27 có chép như sau: Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ở đây là Chúa Giêsu nói đấy quý vị.
ban sự bình an ta, bình an của Chúa Giêsu cho các ngươi là tôi cũng như là quý vị. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Quý vị ơi, trong cuộc đời của mình, mà nếu mà mình có Chúa Giêsu là đấng đã đến thế gian này, đã giáng sanh rồi, và nếu chúng ta có Chúa ngự trị trong lòng của mình, quý vị có biết điều gì không ạ? Quý vị sẽ không bao giờ bất an. Quý vị không cần phải nhờ đến buzi rượu. Quý vị cũng không cần phải pha trộn rượu với cà phê để cho lâng lâng tỉnh táo và vượt qua những sự kêu là mệt mỏi. Không, không cần. Mỗi một cuộc đời của chúng ta, mỗi một ngày, quý vị ơi, quý vị sẽ luôn luôn vui mừng. Quý vị sẽ làm vinh hiển danh Chúa. Và quý vị lúc nào cũng có sự bình an trong tâm hồn. Bởi vì Chúa Giêsu chính là Chúa của sự bình an. Tôi xin đọc một câu kinh thánh nữa để tặng cho quý vị. Tại sao tôi nói Chúa Giêsu là Chúa của bình an nhé? Vì trong sách tiên tri Ê-sai, đoạn 9 câu số 5, nói về danh xưng của Chúa Giêsu. Quý vị nghe nhé. Câu 5 có nói gì? Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Ở đây nói tiên tri 700 năm trước khi Đức Chúa Giêsu là giáng sanh đó quý vị. Và đây nói đến về dân của Ngài. Ngài là ai? Thì trong đây nói là quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đứng lạ lùng, là đứng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quý vị ơi, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời hiện thân làm người. Bởi thế khi mà Ngài xuống trần gian này, thiên sứ báo tin cho Mary và Joseph và nói Ngài sẽ được xưng là Emmanuel, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Quả thật ngôi hai Đức Chúa Trời đã trở nên người và Ngài ở cùng với chúng ta để làm gì quý vị? Để cứu chúng ta, để chuộc chúng ta. Và không những thế thôi, và Ngài sẽ ban sự bình an trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Quý vị biết tại sao? Bởi vì danh xưng của Chúa là gì? Chúa chính là Chúa bình an. Tiếng Anh gọi là The Prince of Peace, Hoàng tử bình an. Để kết luận bài học ngày hôm nay, chia sẻ với quý vị có bình an không? Tôi không nói đến cái lễ hội mà chúng ta đang có tại thời điểm lễ Giáng sinh này. Đối với quý vị, một số người thì cho là một cái holiday, lễ hội, không phải vậy. Đó là lễ Giáng sinh. Và Chúa đến để Chúa cứu chuộc linh hồn chúng ta. Chúa đến để mang chúng ta trở về với Đức Chúa Trời, đời sống mình được biến đổi để làm vinh hiển danh của Chúa đứng sáng tạo mình. Và Chúa đến ban cho quý vị sự bình an thật mà thế gian không ban cho được. Quý vị biết không? Nếu quý vị cần sự bình an, hãy đến cùng với Ngài nhé. Cả cuộc đời quý vị luôn luôn vui mừng. Cuộc đời của quý vị luôn luôn an bình và tràn đầy phước hạnh. Merry Christmas với quý vị. Nếu quý vị thấy đây một bài học khích lệ cho cá nhân mình trong mùa mừng Chúa Giáng sinh và ý nghĩa thật sự là vậy, quý vị hãy bấm cái nút share để mọi người được nghe sứ điệp ý nghĩa thật của Giáng sinh nhé. Xin chào.